Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Trở lại với video quay giới thiệu hàng tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay 18 tháng 9. Khang Minh xin trân trọng lên một video clip. Khang Minh quay tổng hợp giới thiệu cùng một lúc 6 cặp loa Mỹ. Tất cả các model mà Khang Minh đã khui buổi sáng ngày hôm nay chuẩn bị trước mắt các bác và quý anh em. 715, 925 2 cặp. 123, thứ tư là cặp TR125. Thứ 5 là cặp AM6212 Made in USA, đây là cặp số 4. Và tiếp theo là MR938. Khang Minh sẽ quay qua cái cặp 938 này thôi, bởi vì Khang Minh chưa muốn giới thiệu cặp 938 này. Loa rất là đẹp luôn. Có lẽ là chủ nhật hoặc là sang tuần Khang Minh sẽ dành riêng một cái video để Khang Minh giới thiệu cặp 938 này. Và đầu tiên thì Khang Minh muốn quay tới cái cặp SRX715 Made in USA. Cặp loa này Khang Minh cập nhật về cách đây ít ngày và Khang Minh cũng chưa hề giới thiệu. Riêng cặp loa này Khang Minh chưa hề giới thiệu. Và ngay ngày hôm nay khi Khang Minh đã lên hình thì cặp loa này đã có chủ nhân với một bác khách trong quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày hôm nay Khang Minh quay một cái video ngắn thôi. Khang Minh gửi cho bác và bác đã chốt và sở hữu ngay cặp loa này. Cực kỳ đẹp luôn. Bác đã chuyển khoản cho Khang Minh 100%. Thì tiếp theo buổi chiều ngày hôm nay thời tiết lại đang mưa nữa, cho nên là và cái công việc thì chắc là Khang Minh sẽ không đóng gói kịp cái cặp loa của em Tùng dưới Nam Định SR4732A CG2. Thì ngày mai Khang Minh sẽ đóng gói, em Tùng thông cảm một chút nhé, chậm 1-2 ngày, thông cảm cho anh. Đóng gói để Khang Minh vận chuyển đi, kèm với sẽ đi cùng cặp 715 này trong ngày mai. Khang Minh xin quay qua các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng những cặp loa mà Khang Minh sẽ giới thiệu tổng hợp trên cái video này. Sẽ tốn thời gian một chút của các bác và quý anh em cứ lán lại xem để mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho Khang Minh. Đây là MR925. Khang Minh về được 2 cặp. Các bác cùng xem. Nó đẹp gọi là thôi rồi luôn 2 cặp này. Và tại sao Khang Minh lại chỉ có quay 3 chiếc thôi. Và chiếc bên này, đây. Lát nữa Khang Minh sẽ quay đến một cái thùng loa này Khang Minh đã mở ra. Đây là 925. Bông tiêu âm rồi thì nội thất, củ bát, củ chép. Khang Minh chỉ tháo ra một chiếc thôi. Gọi là làm ví dụ thôi. Còn hai cái cặp 925 này không có một điểm chê. Tất cả nội thất bên trong vàng ươm, bông tiêu âm còn rắn đét, còn vàng ươm gọi là như là lông gà con, và loa tím ngắt đây. Các bác và quý anh em cùng xem. Đó, và cả hai cặp cái lỗ thông hơi còn nguyên vẹn cái mút bên trong. Khang Minh sẽ quay lần lượt các bác và quý anh em cứ xem từng cặp một. Mọi người có nhu cầu cặp nào thì vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhé. Và Khang Minh vẫn muốn nói là tiền nào thì của đấy. Đây, và tiếp theo Khang Minh quay cái cặp của bác trong quận 12. Đây là 725 này, của bác này. Các bác và quý anh em cùng xem. Cái cạnh này hơi tối, xoay nó ra cho sáng nhé. Đây. Coi như là một cái video để mọi người xem thêm. Cặp loa này thì quay thì có chủ rồi. Bác đã đặt và chuyển khoản 100% rồi. Có lẽ là Khang Minh sẽ có một cái video test qua cái cặp này của bác. Tối nay sẽ cho nó hát gì đó. Một là Bolero, hai là... Đây, các bác cùng xem này. Không tì vết. Made in USA. Đây. Đằng sau này. Đây, các bác cùng xem cái cặp của bác có tên Zalo là Ngô Viết Linh thì phải. Khang Minh cũng chưa có cả xem địa chỉ, chưa cả xem số điện thoại. Chỉ có Zalo thôi. Zalo thì các bác và quý anh em có cái Zalo của Khang Minh qua số điện thoại. Made in USA, số CG 17486, bên này là 17480. Đó. Cặp loa này quay lốt ở cạnh này. Cái
Đó, các bác cùng xem. SRX715 nó là một cặp loa rất là hay. Rất hay luôn. Thậm chí những cái model mà đời cao hơn nó không hay bằng. Các bác và quý anh em cứ nghe, cứ chơi, cứ mua đi thì biết. Chứ còn nói tả thì nó vô cùng. Riêng cái dòng từ leo thì đời đầu 7 có 715 đó, 725, 738, 712, súp đơn 718, súp kép 728. Nó là dòng rất là hay. Không phải cứ đời cao hẳn là chất âm đã hơn những cái đời thấp hơn. Bởi vì mỗi một đời loa nó ra một cái công nghệ mà có một cái đặc trưng riêng của cái chất âm. Ví dụ như những cặp loa 4 số, cái dòng trước những cái dòng từ leo này, nó có một cái đẳng cấp riêng mà thậm chí những cái loa đời cao để so sánh cùng với cái tầm tiền, cùng với tầm giá thì không ăn được những cái cặp 4 số. Có rất nhiều các cặp đời cao không bằng được. Đó là Khang Minh xin sơ qua về JBL Pro nó như vậy. Và tiếp theo Khang Minh sẽ xoay đến cặp 925. Đó, các bác cùng xem nhé. Bây giờ là trên nóc này, chiếc nào cũng như chiếc nào, thùng vách rồi thì tuyến loa nội thất đẹp gọi là thôi rồi luôn. Mọi người cứ cùng xem cùng Khang Minh hôm nay cũng là thứ 6 cuối tuần, và một cái video nó tốn thời gian một chút để mọi người xem nó được ok nhất. Khang Minh làm video thì luôn luôn rất là mất thời gian, nhưng mà Khang Minh vẫn muốn nói là bù lại. Mọi người ở xa không đến được với Khang Minh do cái điều kiện đường xá xa xôi thì thoải mái mua sắm đồ đạc, quay video cực kỳ cụ thể và chi tiết từng con ốc, từng cái bên hông loa, từng cái đằng sau loa, từng cái vỉ cắm rắc. Và cần thiết thì các bác và quý anh em có thể xem được cả nội thất khi mọi người yêu cầu. Làm cái gì Khang Minh cũng có thể làm cho quý anh em khi mọi người chốt và sở hữu, để các bác và quý anh em thỏa mãn và tọa nguyện và yên tâm nhất khi mua sắm trên kênh của Khang Minh JBL Bắc Linh. Và ngay cả cặp SRX715 này của Bắc Linh trong quận 12 nữa. Khang Minh còn hỏi qua bác trong cái buổi sáng, khi bác chuyển khoản cho Khang Minh thì bác có nhu cầu là mở nội thất hay không, hoặc là test hay không. Bác bảo là không cần thiết. Cái đó thì Khang Minh không cần thiết mở nội thất, không cần mở nội thất luôn. Còn test hay không thì là do Khang Minh sắp xếp thời gian. Nếu như có thời gian thì test, còn không thì thôi, dán tem và đóng và gửi đi cho bác. Đó, ví dụ như vậy. Những cái trường hợp, những cái quý khách hàng mà đặt trọn cái niềm tin cho Khang Minh thì nói chung là kể không hết. Các bác và quý anh em cứ xem trên kênh thì biết. Không cần mở luôn, không cần mở loa, không cần xem nội thất. Đó, cái uy tín hàng hóa, nguồn hàng thì uy tín là do người bán và tin tưởng là do khách hàng nhìn nhận. Còn ai bán âm thanh cũng đều nói hay, và Khang Minh cũng nói rất là hay. Các bác và quý anh em cứ xem ở trên kênh thôi. Nó có thực tế, nó có cụ thể. Chứ còn nói hay thì ai cũng nói hay, Khang Minh còn nói hay hơn cả mọi người khác. Tiếp tục. Đây, một chiếc 925 nữa. Đây, các bác cùng xem. Cái con này, cái màu rốn vàng da bò ngăm ngăm, màu mắm tôm và màng của bốn cái bát. Hai cặp 925 nó còn cái màu tím tím. Rất là đẹp. Đó, coi cái tem nhá các bác nhá. JBL MRCG này. Đằng sau, quay đằng sau MR925 Made in USA. Tôi Khang Minh sẽ quay nhanh một chút. Đây. Rồi, bây giờ quay sang cái nội thất của cái cặp loa này. Cặp loa này Khang Minh tháo ra một chiếc đây, các bác cùng xem cái bông tiêu âm. Đó, bây giờ tiến lại gần. Nó vàng ươm như là lông gà con ấy. Bên trên này, cả hai cặp 925 này Khang Minh về nó đều như thế này. Và Khang Minh tháo ra kiểm tra thì chỉ có làm video một chiếc thôi. Các bác và quý anh em nào sở hữu thì sau đó mở ra lốt thì xem có đúng như lời Khang Minh nói hay không nhá. Đây, phần tần đây, phần tần 2 tầng đây. Nói qua về cái phần tần bởi vì có một số quý anh em có hỏi những cái vấn đề này này. Đây, Khang Minh để gần vào nhá.
MH905, và bên này là cái chuyện đen của hãng nó bôi cái đen vào cái chữ 925. Tức là cái cặp 905 và cặp 905 và 925 nó y xì như nhau, bát, chép, phân tần. Nó chỉ khác nhau là cái cặp 905 thì nó có cạnh vát đây là monitor. Còn trong phân tần và bát chép y xì như nhau. Và 902 và 922 cũng vậy. Phân tần, bát, chép y xì như nhau. Và nó chấm, nó tích vào đây chữ 925 đây. Đó, các bác thấy không? Thì có nghĩa là cặp này là của 925, cái phân tần này của 925. Còn cái phân tần của 905 nó sẽ bôi màu đen. Thì có nghĩa là cặp loa đó là 905, có cạnh là monitor. Đó, giải thích qua về cái phân tần. Tại vì có một số quý anh em bảo ô 925 tại sao đây lại là ghi là 905. Đó, nó là như vậy nhá các bác nhá. Đấy là xịn sò, là zin nguyên bản của Mỹ. Những cặp loa Mỹ ngày xưa 925 thì nó vẫn là huyền thoại 3 số rồi. Rất là hay. Đây, đến con chép này, không biết quay đến con chép. Đây, các bác cùng xem. Nó sắp xì đây. Sắp xì còn sáng choang đấy, 7 màu, made in USA. 2418H và nó chạy cái củ chép là 242032H. Đây, củ chép đây. Đó, cái nhện keo vàng ươm luôn. Sắp xì này, mọi người cùng nhìn này, quay. Đó, CG này, CG của màng bát này, nó vàng ươm, cực kỳ đẹp. Và đây cái bát đây, cái bát này nó có một cái bẩn đất ở đây, không có vấn đề gì hết nhá, các bác nhá. Đấy, nó ngăm cái màng bát này, các bác thấy không? Và cái rốn nó màu ngăm màu mắm tôm, cực kỳ đẹp, rất đẹp luôn. Cái bẩn này, những cái bẩn của bát, thực ra là trong những cái cặp loa ấy, khi chúng ta lắp vào thùng thì những cái vết bẩn đấy gần như không nhìn thấy, bởi vì cái e căng nó che bớt cái ánh sáng đi rất nhiều, thậm chí nhìn gần mới thấy, nhìn sát vào đây mới thấy, còn không là để bình thường không thể nhìn thấy được. Cho nên là những cái vết bẩn này mọi người cứ yên tâm, chả có vấn đề gì hết nhá. Rồi bây giờ tiếp đến, đây là TR125, giá rất là bình dân, trên chục triệu, mà cặp này là made in USA. Những cái dòng này nó có cả mấy cái nước sản xuất lân cận, có cả made in China nữa. Nhưng mà đây, Khang Minh quay cái cặp TR125 full đơn. Năm ngoái Khang Minh bán mấy cái cặp TR225, tức là full đôi bắt 40 của cái dòng này. Dòng này nó là phủ lên một lớp da cứng, không phải là sơn sần cát, nó là lớp da cứng, nó không phải là da mềm như là đời MG. Đó, đây là cái đời TR. Đời này nó cao hơn đời GRX thì là thùng nỉ. Đây, Khang Minh quay đằng sau loa 8 ohm này, made in USA. Và tiếp theo đến cặp này thì Khang Minh sẽ quay sau, đợi một bác khách quen, sau đó Khang Minh sẽ, bác còn muốn lấy cặp này và lấy mấy thứ nữa, không biết là bác có sắp xếp thời gian để về và lên được không. Nói chung là hàng hóa thì Khang Minh vẫn phải, các bác và quý anh em hẹn là một chuyện thôi, nhưng mà có khách thì Khang Minh vẫn phải cung cấp, chứ không thể nào mà có loa ở đây mà Khang Minh lại bảo không bán, rất là khó. Cho nên là quý khách hàng mà là khách quen rồi, đã mua đồ của Khang Minh rồi thì rất là biết về đồ, và nhiều khi cũng phải thông cảm. Khang Minh đợi được nhưng mà nó ở một cái góc độ thời gian nào đó thôi. Đây là AM6212 cặp số 3. Khang Minh quay qua cặp này. Đó, các bác và quý anh em cùng xem chiêm ngưỡng. Nó hơi loá loá sáng một chút. Ở cái góc quay này thì mọi người xem nó được nét hơn này. Đó,
Rồi bây giờ AM6212 Made in USA. Đây là cặp số 4 Khang Minh về trong thời gian vừa qua, được 3 cặp thì cung cấp đi cả 3 rồi. Và đây là cặp số 4. Đó. MG938. Gọi là không biết là những cái gì nhỉ? Không biết tả bằng những cái từ nghĩ gì đối với 5-6 cặp loa mà Khang Minh hôm nay giới thiệu lên kênh. Và Khang Minh về trong vài ngày vừa qua, cả buổi sáng ngày hôm nay khui dọn dẹp rồi thì lau chùi qua, sau đó dọn gọn gàng như thế này để lên cái video các bác và quý anh em cùng xem và đánh giá chiêm ngưỡng từng cặp loa. Đây, cái cặp này. Đó, các bác thấy không? Cái mút chắn bụi ở hai cái hộc nó vẫn còn nguyên. Nguyên vẹn luôn. Đó. 925 cả hai cặp. Quá đẹp luôn. Và cái nói chung là những cái model mà 925, 935, 938 thì chỉ sợ là không có loa đẹp thôi. Về được loa đẹp thì nó là, Khang Minh vẫn muốn nói là nó là huyền thoại 3 số rồi. Các bác và quý anh em rất là ưng cái dòng này. Bởi vì từ xa xưa nó đã được khẳng định cái chất âm ở một cái tầm tiền không ai là dám chê là 92502 hoặc là 92202 hoặc là 93502 hoặc 93802, không ai dám chê ở cái tầm tiền. Còn để về so sánh về những cái cặp loa nó cao cấp hơn 4 số là 4, 5, 6, 10 triệu, 70 triệu thì làm sao mà so sánh được, không thể so sánh như thế được. Nhưng mà ở một cái tầm tiền thì nó vẫn là đẳng cấp. Tiến ơi, chuẩn bị ấy đi, bỏ ra để xem là có đóng gói kịp không. Đó, cái video cũng trên 15 phút rồi. Các bác và quý anh em quan tâm đến cái sản phẩm gì và rất nhiều nữa, nhiều vô cùng. Các bác và quý anh em cứ việc liên hệ hỏi Khang Minh, Khang Minh sẽ trả lời. Và không tìm thấy đường link thì Khang Minh sẽ gửi video, gửi đường link ở những cái cặp loa đó, model đó. Các bác và quý anh em ngồi ở nhà xem trực tiếp Khang Minh quay nó cụ thể chi tiết như thế nào. Sau đó mọi người bàn đến giá cả và mua sắm. Không có thiếu, gần như là không có thiếu một model nào hết. Và sắp tới Khang Minh còn cập nhật về nhiều hơn nữa để Khang Minh cung cấp cho quý anh em. Yêu âm thanh, yêu đồ mỹ bãi, hàng xịn sò, hàng cao cấp tuyển mà Khang Minh thường lựa chọn, tuyển lựa rất là kỹ để Khang Minh cung cấp cho mọi người. Khang Minh xin quay cái tấm biển trước khi dừng video tại đây. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.